Có hoa đấy anh này. Sao cô động nó vào? Vâng, kính thưa đồng chí, trên sân khấu lúc này là tất cả các đồng chí lãnh đạo trong ban thường vụ của Hội Hữu nghị Việt Anh. Đồng chí lãnh đạo đã có rất nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo định hướng cho Hội Hữu nghị Việt Anh thành phố Hà Nội năm 2023 đạt thành tích xuất sắc. Một lần nữa chúng ta tiếp tục hướng về sân khấu để dành một tràng tay thật nồng nhiệt được không ạ? Anh Long ơi. Vâng ạ, chúng ta hướng về sân khấu để dành cho cháu đây.